Hi, video hôm nay sẽ là tôi nhảy theo các trend đang viral trên TikTok nha. Bữa nay thì tôi sẽ quay trong nhà vì hôm nay trời mưa không có ra ngoài sân được. Còn cái mặt này là tôi vừa make up eager trên TikTok. Tôi thấy cô tèo quá nên tôi để luôn nha. Ok, bây giờ tụi mình bắt đầu video đầu tiên nha. Mà Mini ơi, vì lý do bản quyền á cho nên tôi không có dùng nhạc TikTok nha, mà tôi dùng nhạc YouTube đỡ. Mini tự nghe cảm nhận xem đó là bài gì nha. Sao lần đầu làm lại lần nữa nghe. Không sao, đây là lần đầu tiên tôi nhảy trước ống kính, làm lại lần nữa thử nghe. Một con lăng quăng cả bạn ạ, à, không có vẻ bằng con lăng quăng luôn á. Ok, chuyển sang cái trend tiếp theo nha. Cái trend này thì ngồi đi, đừng có nhúng nhúng nữa. Được rồi, làm lại một lần nữa nha. Từ lần đầu gặp em, tại vì em nắng mấy con trong hương tâm cô hai, giấc muốn em về làm dâu, anh cứ đi theo theo em tới trường. Ok, video tiếp theo chúng ta sẽ đứng lên nhảy nữa nha. Trời ạ, à, tôi đang làm gì với cuộc đời mình vậy? Nó chẳng khác gì một con vịt. Làm lại một lần nữa. Thank you.
giống đang hấp hối hơn là cãi. Các bạn có thấy mình đi như một con robot không? Cứ như gặn cái đầu không được. Cái tiếp theo tôi thấy dễ hơn nè. Tôi ngồi nhảy một cái nha mini. Ok, giờ đứng nha. Cảm giác như đang bơi á. Ok, cái tiếp theo phải cực kỳ dẻo đó. Phải cực kỳ dễ mới nhảy được. Tôi cảm thấy cái này dễ nhưng mà nó không dễ với tôi. Lần nữa làm lại lần cuối nha. Khoan, làm lại lần cuối cùng. Lần cuối cùng tôi cảm thấy nó rất là bao. Lần cuối cùng chắc chắn được. Nắng vô từng lớp xa, mình chạm theo từng lần xa xưa. Một vầng trăng sáng với tình yêu chúng ta, một ngàn hai lý cũng không xa. Chúng ta chỉ có ta. Mình cảm thấy cô ấy rất sexy. Mình thôi. Ở đâu tình ta như phòng trong băng trong nghe tình ta như người thơ.
Bài tiếp theo mình thuộc. Động tác đánh hỏng được. Lần cuối chắc chắn được. Kể thấy nhảy là sản xuất rất nhiều endorphin nha. Tâm trạng đánh hỏng một bên à. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Video khác nha. Ngày nay còn đâu chỉ còn như thương quá sâu. Lần nữa các bạn sắp được rồi. Lần cuối nha. Ngày lần cuối. Đọc chỉ còn đi thương quá sâu. Nói về nhảy thì không thể thiếu chị Đào Lê Phương Hoa được. Bây giờ mình sẽ bắt chước nhảy nha. Cái này nhiều động tác quá các bạn ơi. À, lại lần nữa nha. Lại lần nữa nha. Ok, lần cuối nha các bạn, sắp được rồi, xin đi. Cứ chắc chắn được. Sau một buổi chiều học nhảy thì mình học được là nâng ngực. 1, 2, 1, 2. Thấy không? Ở đây tình ta cô đơn trong căn phòng trong vắng. Tình ơi. Đó.
Bây giờ thì bắt đầu dẻo hơn một chút rồi đó, mặc dù vẫn còn đơ. Ở đây tình ta, cô đơn trong căn phòng trong vắng. Ở đây tình ta. Quá tuyệt. À, sau 2-3 tiếng học nhảy thì thứ mình nhận được là không phải là nhảy đẹp hơn mà là quá trời estrogen luôn, cơ thể cũng bớt đơ hơn. Bây giờ cảm thấy cực kỳ năng lượng. Cảm ơn các bạn đã coi hết video của tôi nha. Hẹn gặp lại các bạn video sau. Bye bye.